Quyển 32, thứ 13 Thanh Văn Điển, phần 3 của Du Gia Sứ, thứ 3. Sao gọi là hành giả mới tu nghiệp? Lúc ban đầu tu tập như chỗ thích hợp mà an lập, ở nơi việc tu tác ý, theo điều đã an lập mà chân chánh tu hành, trước tiên sẽ xúc chứng vui thích trong việc tu đoạn và tâm tánh nhất cảnh. Vị thầy tu Du Gia đã khéo thông đạt, lúc đầu đối với người mới tu nghiệp nương theo hạnh Du Gia tu hành, dạy bảo như vậy, đành thay hiển thủ. Ông này phải nương ba loại nhân duyên nắm giữ tướng, hoặc thấy hoặc nghe, hoặc tâm so sánh phân biệt tăng thượng để nắm giữ năm loại tướng. Một tướng chán lìa, hai tướng hân lạc, ba tướng quá hoạn, bốn tướng quang minh, năm tướng phân biệt rõ ràng sự việc. Hỏi, nếu người mới tu nghiệp nương theo hạnh Du Gia là người hành tham chỉ dụng quán bất tịnh mới có thể điều phục, làm thế nào để chỉ dạy người kia nắm giữ năm loại tướng? Đáp, nên dạy bảo như vậy. Lành thay hiển thủ, ở trong tụ lạc thôn xóm nào mà ông đã cư trú, hoặc được nghe ở một thôn xóm tụ lạc khác có nam nữ trước lãnh thọ an vui, nhưng về sau không may gặp khổ, hoặc nam nữ kia bị lâm trọng bệnh dẫn đến mất mạng, hoặc nam nữ kia có quyến thuộc thân thích phải chịu các nạn khổ do tụ lạc thôn xóm mà họ ở là vùng biên địa, hay do hao tổn mất mát tài sản. Hao tổn mất mát tài sản đây, hoặc bị kẻ cướp dùng sức mạnh đoạt lấy, hoặc bị lửa cháy, hoặc bị nước cuốn trôi, hoặc do làm việc ác, hoặc do không khéo gây tạo sự nghiệp, hoặc do không khéo phân chia công việc, hoặc vì chung vốn với người xấu để kiếm lời, hoặc do cháy nhà, hoặc ông tự mình chứng kiến, chẳng phải do nghe lại, hoặc xảy ra ngay thôn xóm tụ lạc nơi ông cư trú, chẳng phải thôn xóm tụ lạc khác, hoặc chẳng phải người ở thôn xóm tụ lạc đây, cũng chẳng phải người ở thôn xóm tụ lạc khác, mà chính tự thân ông trước đã tiếp xúc chứng kiến rõ ràng cảm thọ vui, nhưng về sau lại mất đi, nói rộng như trước. Ông đã nghe đã thấy như vậy, phải nên sanh tâm sâu nhàm chán tai hoạn, sanh tưởng như thế là khổ cùng cực, thân thể có được đây cũng khó khăn vô cùng. Vậy mà trong đó dung chứa hết thảy sự suy tổn mình, người sai khác, đó là suy tổn của bệnh tật, suy tổn của thọ mạng, suy tổn của quyến thuộc, suy tổn của tài bảo, tánh phát bệnh tật, tánh phát hoại tử. Lại có một loại suy tổn tịnh giới, suy tổn chánh kiến. Do nhân duyên đây, các chúng sanh kia ở đời hiện tại lâm vào khổ não, ở đời vị lai đi vào các cõi ác. Những người hưng thạnh từ đời hiện tại hưởng sự an vui, ở đời vị lai sanh đến các cõi thiện mà vẫn là vô thường, ở nơi vô thường kia hiện tiền có thể chứng kiến. Như ông được thấy, nếu có người lãnh thọ sự hưng thạnh vào thời gian sau bị suy tổn thì dễ dàng xảy ra. Còn nếu có người lãnh thọ sự suy tổn và thời gian sau được hưng thạnh thì khó thể xảy ra, cho nên các sự hưng thạnh đều là pháp khó được mà dễ tàn hoại. Như vậy ông nên sanh tâm sâu nhàm chán, hoạn hoạn, đắc ý cực khéo, thọ chỉ như lý. Sứ giỏi như thế sao có thể tin là sẽ được bảo toàn, ta vẫn còn lưu truyền trong sanh tử, tâm chưa giải thoát, chưa đắc bát niết bàn. Hai pháp suy tổn hưng thạnh như vậy, chớ để nó hiện diện trong ta, chớ để nhân duyên kia lôi kéo khiến ta đọa vào những chốn như vậy. Do đây mà sanh khởi sự đau khổ mãnh lợi, mạnh mẽ không thích ý. Do lực tăng thượng của sự việc đây, ta sẽ chân thành đi đến vui thích cho việc tu đoạn, ta sẽ tu hành không phóng dật, ta an trụ nhiều như vậy sẽ năng giới hạn được các việc làm vô nghĩa. Ông nên tác ý cực khéo, thọ trì như lý. Như vậy sau khi đã nắm giữ tướng chán lìa, ông lại nên tình cần tu tập tướng hân lạc, nên tự quan sát các giới đã thọ học, giới nào đã khéo thành tịnh, giới nào chưa thành tịnh. Tự nghĩ, ta hoặc quên mất niệm, hoặc không cung kính, hoặc nhiều phiền não, hoặc thiếu hiểu biết, nên đối với các học xứ có sự trái phạm. Ta phải ở nơi bản tánh như phát tăng thượng ý vui, ở nơi các học xứ phát khởi tâm sâu xa không hủy phạm. Ta đối với việc nên làm phải làm, đối với việc không đúng không làm. Tóm lại, ở nơi các học xứ phải khiến tăng thượng ý vui cho đến viên mãn, cũng khiến sở hữu gia hạnh tròn đủ. Lúc ông chân chánh quan sát như vậy, nếu biết rõ giới uẩn của mình thanh tịnh, tuy không khỏi nghĩ rằng mình đang phát khởi vô hối thanh tịnh, nhưng nơi pháp nhĩ giới thanh tịnh quyết định sanh khởi vô hối thanh tịnh. Lúc phát khởi vô hối thanh tịnh như thế, tuy không khỏi nghĩ mình đang hoàn diệt, nhưng nơi pháp nhĩ vô hối đó quyết định sanh khởi hoàn diệt. Như vậy ở chỗ hoàn diệt nương tựa, ông nên sanh khởi vô hối thanh tịnh làm tiền dẫn cho nó. Tiếp theo ông nên đoạn trừ chướng ngăn hỷ duyệt bằng cách phải sanh khởi vui thích, tự nghĩ ta này giới thanh tịnh nên có lực, có khả năng an trụ học xứ mà Đức Thế Tôn chế lập. Ở trong hiện pháp năng đắc điều chưa đắc
năng xúc điều chưa xúc, năng chứng điều chưa chứng, do đề phát sanh ý hỷ duyệt. Nếu ông đạt được ích phần chứng đắc trước sau sai khác, do sự việc đầy lực tăng thượng, lại phải sanh tiền hiểu, phát khởi, ý hỷ duyệt đối với các điều chứng đắc viên mãn sai khác của người khác, đó là trừ Như Lai và các thánh đệ tử cũng như sở chứng sai khác của bản thân về sau. Hành tướng của các ý vui thích như vậy, trước gọi là hoàn duyệt, nay gọi là hỷ duyệt, gọi chung là ý duyệt, như vậy gọi là nắm giữ tướng hần lạc. Sau khi đã nắm giữ tướng đây rồi, lại nên dạy bảo rằng, hiền thủ do ông nắm giữ tướng chán lìa như thế nên điều luyện tâm, lại do tướng hần lạc như thế nên tươi nhuận tâm, ông lại nên an trụ nhiều trong việc đoạn diệt tham yêu thế gian, tùy ở nơi cảnh giới sở duyên kia mà riêng tu giả hạnh, hoặc phẩm Samatha, hoặc phẩm Tỳ Bác Xá Na, tức là khiến tâm an trụ, nội trụ, đẳng trụ, đối với kia vậy. Như thế ông sẽ đạt được thân tâm khinh an và tánh nhất cảnh. Nếu ông đi ngược với các phẩm hắc, hướng đến các phẩm bạch, tức là điều luyện tâm, tức là tươi nhuận tâm, lại phải luôn luôn nắm giữ tướng, tức là nắm giữ tướng quá hạn của các tướng, tâm tư và tùy phiền não. Nói các tướng, tức là 10 tướng như sắc, tâm tư tức là 8 tướng như dục, tùy phiền não tức là 5 tướng như tham dục. Ông phải nắm giữ tướng quá hạn của kia như sau: các tướng năng khiến tâm tác dụng vội gấp, tâm tư năng khiến tâm nghĩ nhớ xáo động quấy nhiễu, tùy phiền não năng khiến tâm thường không tịch tĩnh. Ngược lại, nếu tâm tác dụng vội gấp là do các tướng gây ra, nếu tâm nghĩ nhớ xáo động quấy nhiễu là do tâm tư gây ra, nếu tâm thường không tịch tĩnh là do tùy phiền não gây ra, do tất cả đây khiến tâm rơi trong khổ não. Cho nên các tướng tâm tư tùy phiền não là khổ, chẳng phải đạo của bậc thánh, năng dễ phát những điều vô nghĩa khiến tâm tán động, khiến tâm nghĩ nhớ xáo động quấy nhiễu, khiến tâm nhiễm ô. Ông cần nắm giữ tướng quá hoạn như thế. Lại ông nên nương tâm tánh nhất cảnh, tâm tánh an trụ, tâm tánh không loạn để nắm giữ chân chánh. Ông phải dụng 6 chủng hành. Những gì là 6? 1. Tưởng vô tướng. 2. Ở trong vô tướng tưởng không tác động. 3. Tưởng không phân biệt. 4. Ở trong không phân biệt tưởng không nghĩ nhớ, không tháo động quấy nhiễu. 5. Tưởng tịch tĩnh. 6. Ở trong tịch tĩnh tưởng lìa các phiền não, an vui tịch diệt. Ông đã nắm giữ tướng quá hoạn như thế, lại phải luôn luôn nắm giữ tướng quang minh, hoặc ánh sáng của đèn, hoặc ánh sáng của đám lửa lớn, hoặc ánh sáng của mặt trời, hoặc ánh sáng của mặt trăng. Sau khi nắm giữ tướng quang minh, đến nơi gò mả, đồng hoang, nắm giữ tướng xanh bẩm máu ứ, nói rộng cho đến tướng xương khớp. Nếu không đến đó được thì nắm lấy tướng được tạo thành trên tranh vẽ, thân cây, đá. Sau đó trở về trú xứ hoặc à làm nhã, hoặc dưới gốc cây trong rừng, hoặc nhà không nhà, trước rửa trần sạch sẽ, gối kiết già trên giường lớn, hoặc giường dây nhỏ, hoặc tòa ngồi bằng cỏ lá, thần ngày thẳng chánh nguyện an trụ niệm trái lìa, chư tiền của tâm vào một cảnh khiến không tán loạn, hiện tiền buộc niệm. Lại ở trong ấy tác ý tư duy được theo 6 chủng tưởng: 1. Tưởng vô tướng. 2. Tưởng không phân biệt. 3. Tưởng tịch tĩnh. 4. Tưởng không tác động. 5. Tưởng không nghĩ nhớ, không xao động quấy nhiễu. 6. Tưởng lìa các phiền não, an vui tịch diệt. Lại ở trong ấy ông phải nhận biết sâu rõ khắp cả tướng loạn, không loạn, hiện tiền phân minh, như nhận biết sâu rõ khắp cả tướng loạn, không loạn, như vậy năng nhận biết sâu rõ các tướng tầm tư tùy phiền não thuộc sở hữu tướng loạn, và năng biết rõ tâm tánh nhất cảnh tu tập theo 6 tướng thuộc sở hữu tướng không loạn. Lại ông quán xét sâu kỹ nhận biết rõ khắp các tướng loạn không loạn đây, bèn năng an trụ một cảnh sở duyên, cũng năng an trụ nội tâm dừng lặng, các tâm tương tục, các tâm trôi chảy trước sau một vị vô tướng, vô phân biệt, chuyển truyền trong sự tịch tĩnh. Lại nếu tâm ông tùy được dừng lặng, nhưng do lạc mất niệm và do chứa nhóm quá hoạn của các tướng tâm tư, các tùy phiền não nên chúng phát khởi như ảnh tượng sở duyên của mặt gương luôn hiện ở trước, để theo chỗ sanh khởi, tức ở trong ấy ông phải liền tụ tập tác ý không niệm theo, đó là trước do lực tăng thượng nhận biết các tướng quá hoạn, tức ở nơi tướng cảnh sở duyên như thế tụ tập tác ý không niệm theo để trừ bỏ tán loạn cho đến khiến chúng rốt ráo không hiện hành. Hiền thủ phải biết sở duyên như vậy rất là thẳm sâu vi tế, khó thể thông đạt. Vì cầu thông đạt, ông phải phát khởi vui muốn mạnh mẽ, siêng năng tinh tấn. Đức Thế Tôn nương cảnh tướng sở duyên đây mật ý thuyết rằng: bí sổ các ông nên biết chúng thiện. Nói chúng thiện tức là ở trong hội chúng đây có những người dùng sắc trẻ đẹp khỏe mạnh. Chúng thiện đây rất thù thắng, tức là ở trong hội chúng đây có những diễn viên ca múa tuyệt diệu. Giả sử một người trượng phu trí huệ từ ngoài đi vào bảo với một người:
Này ông này phải bưng bát đầy dầu đây đi qua chúng hội mà chẳng được để dầu tràn ra ngoài. Nhớ phải tránh chỗ có người trẻ đẹp và diễn viên cao múa, vì có một người hung dữ cầm gươm bén luôn theo dõi ông. Nếu thấy một giọt dầu rơi xuống đất sẽ dùng gươm bén lấy đầu, kết thúc mạng căn của ông. Bí xô, nơi ý các ông hiểu sao, người bưng bát dầu đây sẽ không tác ý chú tâm vào bát dầu, vào người hung dữ và mặt đất không bằng phẳng, mà lại tác ý ngắm nhìn xung quanh chăng? Thưa không thế tôn, vì cớ sao? Người bưng bát dầu đây thấy người hung dữ cầm gươm bén theo sau, trong lòng khiếp sợ, chỉ truyền tầm nghĩ: bát dầu quá đầy thật khó giữ để đi qua hội chúng đây, chỉ cần một giọt rơi xuống đất chắc chắn kẻ kia sẽ chém đầu ta, sẽ kết thúc mạng căn của ta. Người kia bấy giờ đều không tác ý nghĩ tưởng ngắm nhìn xung quanh, chỉ chuyên tâm tác ý giữ gìn bát dầu. Như vậy Bí Xô, các đệ tử của ta chuyên tâm nhớ nghĩ, cung kính cẩn trọng, vui thích tu bốn niệm trụ, phải biết cũng vậy. Trong đây chúng thiện dụ cho năng thuận theo pháp tham dục triền và tùy phiền não, ở nơi ca hát nhảy múa tuyệt diệu dụ cho năng thuận các pháp tầm tư ý lợi xảo động, trẻ đẹp khỏe mạnh dụ cho 10 loại tướng như sắc, bậc trượng phu trí huệ dụ cho vị thấy du già, bát dầu đầy dụ cho tâm an trụ samatha, năng khiến thân tâm khinh an thấm nhuần tươi mới là nghĩa samatha. Đầy hung dữ cầm gươm bén theo dõi dụ cho việc nhận biết quá hoạn của các tướng tâm tư tùy phiền não và nắm giữ các tướng trước, chú tâm gìn giữ không để một giọt dầu rơi xuống đất, dụ cho năng quán xét sâu kỹ nhận biết rõ khắp tướng lạn khổng lạn, rồi chỗ nhiếp thọ đạo samatha, năng khiến các tâm tưởng tục các tâm trôi chảy do được tinh tấn thúc đẩy không gián đoạn, nên chuyển chuyển trước sau một vị vô tướng không phân biệt tịch tĩnh, không khởi một tâm duyên vào các tướng, hoặc duyên vào tâm tư, hoặc duyên vào tùy phiền não. Vị thầy du già lại khéo ân cần dạy bảo đạo samatha cho người mới tu nghiệp, bảo rằng: hiền thủ, nếu ông tình cần tu tập đạo samatha phải phương tiện tu như sau, đó là nhiếp thọ chánh niệm chánh biết đồng hành với tâm có hỷ lạc, gọi là khéo tu đạo samatha. Nếu trở lại chứa nhóm các lỗi lầm thì trong tâm không thể hỷ lạc sâu, phải rất khó khăn nỗ lực sách tấn hỷ lạc kia mới lại hiện tiền. Lúc ấy cần nhanh chóng ra khỏi cảnh tướng sở duyên không phân biệt, mục niệm tại cảnh tướng sở duyên có phân biệt, thực hành như trong phần nắm giữ các tướng bất tịnh ở trước. Đồng này lại phải tác ý tư duy trước, chỉ nên thực hành tế bát xá na hành theo tướng, hoặc quán tướng sanh ứ, hoặc quán tướng máu mủ thối giữa, nói rộng cho đến hoặc quán tướng xương tướng khớp, hoặc quán tướng xương khớp. Lúc bắt đầu tu quán phải phát khởi thắng giải ở một, ở nơi một tướng sanh ứ, nói rộng cho đến một tướng xương khớp. Nếu ở trong ấy đã tu tập quen thì đạo quán càng rõ ràng sáng sạch. Khi tướng sở duyên rõ ràng, thắng giải chuyển vận tương tục, lại phải thắng giải ở nơi 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 hoặc 100 tướng sanh ứ, 1000 tướng sanh ứ, cho đến hết thảy các phương chỉ toàn sanh ứ, và khởi vô lượng hành biến khắp tất cả mọi nơi, thắng giải không gián đoạn cho đến trong ấy không còn chỗ dùng chứa mày trần. Như quán tướng sanh ứ thì cho đến tướng xương khớp cũng vậy. Ông nương tác ý thắng giải như vậy, cần phải thú nhập tác ý chân thật. Lúc thú nhập nên khởi nghĩ đây, như ta hiện nay đang thực hành thắng giải vô lượng sanh ứ, nói rộng cho đến vô lượng xương khớp. Lượng chân thật của sanh ứ nói rộng cho đến xương khớp thì vượt quá không thể tính biết. Vì cớ sao? Từ tiền tế đến nay luân hồi sanh tử trong các cõi, các thú kia kia ta đã bao lần chết đi, bao lần vứt bỏ thi hài, nên có vô lượng vô biên tướng sanh ứ cho đến xương khớp, tính từ ngăn mé tiền tế, số lượng ấy không thể biết được. Giả sử có thể thu gom hết thi hài đã xả bỏ như vậy, không cho hoại nát, thì tất cả đại địa cũng không thể dung chứa. Ở trong một kiếp sự vứt bỏ thi hài cho đến xương khớp đây, giả sử có thể thu gom lại một chỗ thì lượng ấy sẽ chất thành núi xương cao lớn. Như từ tiền tế thì hậu tế cũng vậy, cho đến chưa thể tạo thành biển tế khổ. Như vậy ông đương tác ý thắng giải, cần phải thú nhập tác ý chân thật. Lại lúc tu tập quán tướng sanh ứ cho đến tướng xương khớp như vậy, chẳng nên quán sát nhanh, tạm thời phải ở nơi một tướng thì hài sanh ứ khởi thắng giải rồi tầm lại khiến tâm tịch tĩnh bên trong, cho đến ở nơi cảnh tướng sở duyệt này thì lạc sáng sạch, không bị nhiễu não, không nỗ lực gắng sức mạnh mẽ, thì lúc ấy nên lại phát khởi thắng giải tướng thì hài sanh ứ. Nếu ở nơi cảnh tướng sở duyệt này cần phải có lực khích lại mới hiện tiền, thì lúc ấy nên tu tịch tĩnh bên trong. Như quán tướng sanh ứ thì quán cho đến tướng xương khớp phải biết cũng vậy, do đạo lý đây cho đến quán vô lượng phải biết cũng vậy. Như vậy đã khiến tâm bên trong tịch tĩnh rồi, lại phải phát khởi thắng giải tịch tĩnh,
đó là từ vô lượng báo ứng cho đến vô lượng xương khớp cuối cùng, bên trong thâu tóm tâm, phương tiện trừ khiển, an đặt trong các tướng không hiển hiện, không hoàn toàn xả bỏ tướng có phân biệt, cũng không phân biệt, chỉ ở nơi cảnh giới sở duyên đó an trụ tâm, vận chuyển vô tướng, không phân biệt, tịch tĩnh. Vị thấy Du Già lại nên dạy bảo rằng, hiển thủ các tướng quang minh mà ông nắm lấy trước, và trong gia hạnh phẩm lại Samatha và Tỳ Bát Giá Na đều nên tăng ý tư duy như lý, năng dùng tâm cầu với sáng suốt, tâm cầu với chiếu soi, tâm cầu với sáng sạch, tâm cầu với không ám muội mà tu Samatha và Tỳ Bát Giá Na. Vì vậy là ở nơi đạo Samatha và Tỳ Bát Giá Na tu tưởng quang minh, nếu ban đầu ở nơi cảnh sở duyên không hiểu phân biệt rõ ràng, luôn tụ tập thắng giải trong tướng ám muội, do nhiều truyền đầy về sau sở hữu thắng giải đã tụ tập cũng không phần mình rõ ràng, vì tùy thường xuyên tu tập nhiều mà tướng ám muội. Nếu ban đầu ở nơi cảnh sở duyên phần nhiều phân biệt rõ ràng, luôn tụ tập thắng giải trong tướng sáng rõ, do nhân duyên đầy về sau sự tu tập chuyển chuyển càng phần mình rõ ràng, tùy ý thực hành mà tướng sáng rõ.